Khi có phiên bản cập nhật mới, biểu tượng dấu ba chấm góc phải trên cùng của giao diện điều khiển sẽ có dấu chấm đỏ. Chúng ta sẽ vào dấu ba chấm góc phải trên cùng và các bạn sẽ kéo xuống dưới và chúng ta chọn Firmware Update. Ngoài việc fix những lỗi của phiên bản trước trên robot bụi, thì đối với phiên bản cập nhật mới có thể nó sẽ nâng cấp cả thuật toán và hiệu năng cũng như rất là nhiều các tính năng khác giúp robot hoạt động tốt hơn thì các bạn sẽ nên cập nhật thường xuyên khi có bản mới và chúng ta sẽ vào update nào mất khoảng 3 đến 5 phút tùy từng điều kiện mạng và robot sẽ hoàn thành cập nhật và các bạn lưu ý khi cập nhật thì chúng ta sẽ phải đặt robot vào đốc sạc và dung lượng pin phải trên 50% và trong quá trình cập nhật thì chúng ta không được can thiệp bất cứ tác động nào vào robot để tránh lỗi xảy ra. Trong trường hợp gặp lỗi thì các bạn có thể reset factory. Đối với robot hút bụi của Xiaomi thì chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng nút robot trở về đốc sạc và nhấn vào nút reset ở trên thân máy. Sau khi cập nhật xong thì các bạn sẽ trải nghiệm những tính năng mới và so sánh với cái phiên bản cũ. Theo kinh nghiệm của mình thì đa phần những bản cập nhật thì nó đều cải thiện hiệu năng rất là tốt. Ví dụ như các robot bụi của Xiaomi ở phiên bản trước thì cái phần bản đồ nó chưa được hoàn thiện thì đến những phiên bản cập nhật sau thì chất lượng bản đồ điều hướng thông minh cũng như tất cả những tính năng khác nó sẽ hoàn thiện hơn rất là nhiều